Tại buổi họp mặt cán bộ công chức viên chức Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Huyện Thoại Sơn, các chị em cùng nhau ôn lại lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, chị em phụ nữ trung tâm đã phát huy truyền thống tốt đẹp, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vươn lên và khẳng định vị trí của mình trên mọi lĩnh vực. Lãnh đạo đơn vị mong muốn các chị em tiếp tục phấn đấu hơn nữa, nâng cao năng lực chuyên môn, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công tác, đi đầu trong mọi phong trào thi đua, phát huy truyền thống quý báu của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan đơn vị.